Tuần này với chủ đề Hành trình mùa xuân, chương trình sẽ đưa khán giả du xuân một vòng trái đất, cùng ngắm cảnh mùa xuân, đi lễ chùa, cùng tham quan thưởng ngoạn những vùng đất mới. Trò chuyện với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc và nghệ sĩ Bình Tinh, lắng nghe những chia sẻ về tâm huyết với nghề và đào tạo lớp trẻ đi theo nghệ thuật cải lương và cái cách hóa thân nhân vật của các anh chị để các bạn trẻ nhìn vào đó thành một cái bài học để các bạn trưởng thành dần qua từng vở diễn. Và không thể thiếu tiếng cười xuân qua tiểu phẩm Hướng Nội Đón Tết với sự tham gia của những nghệ sĩ trẻ. Chứ đầu năm đầu tháng á, mình qua nhà người ta mà gia chủ cái mặt không có vui á, nó kỳ lắm. Về vậy đi má, cứu về đi con. Mẹ, xì của con. Của thiên trả địa con ơi, về, về. Đi. Chúng ta sẽ cùng đón xem chương trình Vui Xuân cùng Truyền hình Vĩnh Long sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2024 trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau thứ hai ngày 26 tháng 2 năm 2024 trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 2.